Ninh Bình, một vùng đất còn in đậm đặc dấu tích môi trường sống phù hợp với người tối cổ từ 30 vạn năm trước. Ngót một thế kỷ nay, khảo cổ học đã chứng minh nơi đây có con người cư trú cách ngày nay tới 30.000 năm. Đến buổi bình minh dựng nước thời đại các vua Hùng và trải dài 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc nơi đây dựng xây và bảo vệ vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng hành cùng dân tộc, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Cách thủ đô Hà Nội hơn 90 km, Ninh Bình nằm ở cực nam đồng bằng Bắc Bộ với dãy núi Tam Điệp chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, làm ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Phía Đông và Đông Bắc có sông đáy bao quanh, là ranh giới tự nhiên với hai tỉnh Hà Nam và Nam Định. Phía Bắc giáp tỉnh Hòa Bình, phía Nam và Đông Nam là Biển Đông. Ninh Bình nằm ở cửa ngõ đồng bằng Bắc Bộ vào lãnh thổ miền Trung và ngược lên các tỉnh Tây Bắc. Do điều kiện tự nhiên hiểm trở và vị trí địa lý ở ngã ba đường, nên từ xưa vùng đất Ninh Bình được coi là cổ họng của Bắc Nam, là địa bàn chiến lược của mọi thời đại. Tỉnh Ninh Bình được thành lập vào năm 1831, hiện nay có hai thành phố trực thuộc tỉnh là thành phố Ninh Bình, tỉnh Lỵ, thành phố Tam Điệp và 6 huyện là Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô và Kim Sơn với 145 xã, phường, thị trấn. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh trên 1.377 km2, dân số 935.800 người, mật độ dân số trung bình 679 người trên 1 km2. Đại bộ phận nhân dân trong tỉnh là người Kinh, có trên 20.000 người là người dân tộc Mường, sinh sống hầu hết ở một số xã thuộc huyện Nho Quan. Tôn giáo chủ yếu là Đạo Phật và Công giáo. Là tỉnh nằm ở cực nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi gặp gỡ và đan quyện của hai yếu tố giữa đồng bằng đang mở về phía đông với những đợt đồi núi cuối cùng của phức hợp núi rừng Tây Bắc Việt Nam. Địa hình rất đa dạng, có vùng đồi núi, bán sơn địa, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Ninh Bình có vùng đồi núi và bán sơn địa nằm ở phía Tây và Tây Nam tỉnh. Đặc biệt, khu vực núi đá có độ cao trên dưới 200 mét. Vùng này tập trung tới 90% diện tích đồi núi và rừng của tỉnh, do đó rất thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp như sản xuất vật liệu xây dựng, mía đường, chế biến gỗ, phát triển du lịch, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp dài ngày như chè, cà phê, mía, dứa, nhãn và trồng rừng. Đặc biệt, vùng này có nhiều núi non, hang động và đầm hồ, thuận tiện phát triển du lịch văn hóa tâm linh và sinh thái. Ninh Bình vừa là vùng đất cổ, lại vừa là vùng đất mới, thậm chí có vùng còn rất trẻ. Phần lớn được hình thành sau thời kỳ biển thoái. Lại có phần đất mới được phù sa sông biển đắp bồi thêm, đến nay vẫn liên tục mỗi năm bồi thêm từ 80 đến 100 mét ra biển Đông, với bờ biển dài gần 18.000 mét. Đặc biệt khu cồn nổi đang hình thành, tổng diện tích trên 10 km2, trong tương lai gần sẽ là một vùng đất mới vươn xa ra biển Đông. Ngoài quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, Ninh Bình còn có hệ thống cảng, đường sông, đường biển thuận lợi, tạo điều kiện giao lưu hợp tác phát triển toàn diện với các tỉnh trong cả nước và quốc tế. Dọc theo chiều dài của tỉnh, từ rừng Quốc Phương chạy dọc theo núi Tam Điệp tới Thần Phủ, Yên Mô, các công trình khảo cổ học đã chứng minh Ninh Bình là vùng đất cổ có con người cư trú từ rất sớm. Con người đã có mặt ở vùng đất Ninh Bình từ thời đại đá cũ, với dấu tích được phát hiện ở hang Thung Lang, nay thuộc phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, có niên đại 30.000 năm cách ngày nay. Theo bước chân hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi đến rừng quốc gia Quốc Phương và được đến với động người xưa, còn gọi là hang Đắng. Tại đây, các nhà khoa học và khảo cổ học đã phát hiện di cốt người cổ Hòa Bình cùng công cụ đồ đá cách ngày nay khoảng 7.500 năm đến 8.000 năm.
hang Chợ Gành, nay là núi 1, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, là một di chỉ thời đại Đồng Thau, cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Trong các núi đá của Hoa Lư Tam Điệp, đã thấy khá nhiều dù đá có vai thuộc hậu kỳ đá mới, sơ kỳ Đồng Thau, cách ngày nay trên dưới 4.000 năm. Di chỉ Mán Bạc, thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, có niên đại từ 3.000 đến 4.000 năm, thuộc sơ kỳ thời đại Kim Khí. Là những nhóm cư dân cổ góp phần tạo dựng nền văn hóa Đông Sơn buổi sơ khai, bước đầu hình dung về làng người Việt cổ cư trú nơi đây. Ở Ninh Bình cho đến nay đã phát hiện ra 5 chiếc trống đồng, trong đó có một chiếc trống Đông Sơn muộn và 4 chiếc trống loại 2 Heger, còn được gọi là trống mường. Rõ ràng Ninh Bình là một trong những vùng đất quan trọng tụ cư của người Việt cổ từ tiền sử đến sơ sử, đặc biệt đến thời đại Hùng Thục. Họ đã có phần xứng đáng tạo dựng nên nền văn minh văn lang Âu Lạc. Ninh Bình là một vùng đất nằm ở phía cực nam của đồng bằng Bắc Bộ và lại nằm ở phía bắc của đồng bằng Thanh Hóa và lãnh thổ miền Trung. Và cái yếu tố giao thoa giữa nền văn minh sông Hồng và sông Mã in đậm nơi đây, nên con người từ rất xa xưa trong lịch sử đã có người tiền sử sống ở trên đất Ninh Bình. Và đặc biệt là từ thời đại Hùng Vương dựng nước cho đến nay, liên tục các thời đại đều có những dấu ấn của con người trong khai sơn phá thạch, dựng cơ đồ và cùng với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở trên đất Ninh Bình. Là tỉnh vừa là vùng đất cổ vừa là vùng đất mới, chính vì thế Ninh Bình có nhiều tài nguyên quý. Đó là tài nguyên đất phù sa có diện tích gần 74.530 ha, chiếm 53% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Vùng đồi núi giàu tiềm năng để chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp vật liệu xây dựng. Tài nguyên nước bao gồm tài nguyên nước mặt và nước ngầm. Tài nguyên nước mặt khá dồi dào, thuận lợi cho việc tưới, phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ giao thông vận tải thủy. Tài nguyên rừng so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Ninh Bình là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất. Đặc biệt rừng Cúc Phương được chính phủ thành lập vườn quốc gia năm 1962 với diện tích trên 22.200 ha, thuộc loại rừng nhiệt đới điển hình, xanh quanh năm, động vật đa dạng, phong phú, nhiều loài thú quý hiếm như báo gấm, sơn dương, cầy vằn bắc, vọc xám, vọc quần đùi trắng, loài đặc chủng của Việt Nam. Tê tê, sóc bay, ngoài ra còn hàng trăm loài động vật quý hiếm khác. Rừng Cúc Phương được coi là vườn quốc gia đặc biệt quý hiếm của nước ta. Tài nguyên biển, bờ biển Ninh Bình dài gần 18.000 mét, có hai cửa sông là cửa đáy và cửa càn, với hàng ngàn hecta bãi bồi, hàng chục ngàn hecta lãnh hải. Cửa đáy là cửa lớn nhất. Vùng biển Ninh Bình có tiềm năng nuôi trồng, khai thác, đánh bắt nguồn lợi hải sản và còn nhiều tài nguyên như đá vôi, đất sét, nước khoáng phân bố rộng khắp ở các huyện trong tỉnh. Tài nguyên nhân văn bao gồm các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Ninh Bình khá phong phú. Toàn tỉnh có gần 1.500 di tích, có 315 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 79 di tích cấp quốc gia, 235 di tích cấp tỉnh, di tích cố đô Hoa Lư và quần thể danh thắng Tràng An là di tích quốc gia đặc biệt. Bái Đính là nơi Lý Triều quốc sư Nguyễn Minh Không quê Điểm Giang, nay thuộc xã Gia Tiến và Gia Thắng, huyện Gia Viễn. Thời nhà Lý lập am tu Phật và hành lễ trên đỉnh núi, đặt tên núi tên chùa, trở thành một trong những đệ nhất danh thắng đất cố đô. Dấu chân tu hành cứu thế của Đức Thánh Nguyễn dày đặc nhiều tỉnh vùng châu thổ Bắc Bộ. Núi Non Nước, Dục Thúy Sơn, một thắng cảnh thiên nhiên và lịch sử văn hóa đặc sắc nhất toàn tỉnh, một bảo tàng thiên nhiên thi ca hơn 700 năm của các tao nhân mặc khách nổi tiếng các thời, đứng soi mình thơ mộng nơi ngã ba sông Đáy, sông Vân của thành phố Ninh Bình. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, các sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội truyền thống phong phú như lễ hội Trường Yên, chùa Bái Đính, chùa Dầu, đền Thái Vi, đền Nội Lâm, Tràng An,
Đặc biệt, lễ hội Chứa Miên đã được nhà nước công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia. Tất cả đã tạo nên diện mạo văn hóa truyền thống Ninh Bình đặc sắc, đa dạng và phong phú. Bởi thế, vùng đất này đã cuốn hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước, vừa là thiên nhiên ban tặng, vừa do bàn tay khối óc sáng tạo tuyệt vời hàng ngàn đời của nhân dân lao động cần cù tạo dựng. Lịch sử đã chứng minh rằng người dân Ninh Bình là có vốn là một người dân ở vùng đất ngay trên đất bản địa và người dân hội tụ của tất cả bốn phương, có thể nói là trong 63 tỉnh thành trong nước thì ở tỉnh Ninh Bình tỉnh nào cũng có những người dân Ninh Bình. Và đặc biệt từ khi Hoa Lư là kinh đô thì đây là một cuộc tụ cư rất lớn của nhân dân tất cả các tỉnh, các địa phương trong nước tập trung về đây để xây dựng một kinh đô Hoa Lư sầm uất khang trang như trong lịch sử đã ghi chép ngót nửa thế kỷ, để kháng Tống bình chiêm và xây dựng nên nền nước độc lập tự chủ phong kiến tập quyền đầu tiên ở trên đất Hoa Lư. Nên là đây là một cái thế mạnh rất lớn để nhân dân Ninh Bình xây dựng và phát triển kinh tế. Nhân dân Ninh Bình có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm và lao động cần cù suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc. Truyền thống đó đã trở thành di sản tinh thần vô giá của nhân dân trong tỉnh. Vào đầu công nguyên, Nghĩa quân Hai Bà Trưng đã từng dựa vào tuyến địa hình núi rừng hiểm trở từ chân núi Ba Vì đến dải Tam Điệp Thần Phù để chống cự lại cuộc tiến công đàn áp của quân Hán do Mã Viện thống lãnh. Đầu thế kỷ thứ 10, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền dựa vào bức trường thành Tam Điệp để xây dựng và bảo vệ lực lượng ở Ái Châu, Thanh Hóa, rồi tiến ra đánh bại quân Nam Hán xâm lược, lập nên chiến công lẫy lừng ở Đại La năm 930, Bạch Đằng năm 938. Năm 968, Đinh Tiên Hoàng, người anh hùng dân tộc quê hương Ninh Bình, dẹp yên loạn 12 sứ quân, thu non sông về một mối, xưng hoàng đế, dựng kinh đô Hoa Lư, lập quốc hiệu Đại Cồ Việt, xây dựng nhà nước quân chủ, tập quyền đầu tiên ở nước ta. Ngót nửa thế kỷ, kinh đô Hoa Lư đã bảo vệ vững chắc vương triều Đinh Tiền Lê, bảo vệ vững chắc nền độc lập chủ quyền của đất nước. Hoa Lư cũng là cái nôi khai sinh ra nhà Lý và tạo tiền đề vật chất, lực lượng, tinh thần và ý chí dân tộc cho Thăng Long tỏa sáng suốt dặm dài lịch sử dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông lần thứ 2 1285 và thứ 3 1288, Trần Thái Tông đã cho xây dựng hành cung Vũ Lâm, nay thuộc xã Ninh Thắng, Ninh Hải, huyện Hoa Lư, để chỉ huy cuộc kháng chiến thắng lợi, và còn rất nhiều cuộc đấu tranh giành lại tự do độc lập trên vùng đất Ninh Bình như năm 1400. Trần Ngỗi lập căn cứ Mô Độ, Yên Mô, chống lại nhà Minh xâm lược. Năm 1426-1427, Nghĩa quân Lang Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo giải phóng các lộ vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiều lần tiến quân qua vùng Tam Điệp, huyện Khôi, Nho Quan để chiêu mộ thêm binh lương. Cuối năm 1788, phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn của Nghĩa quân Tây Sơn vừa là địa bàn rút lui chiến lược, vừa là nơi tập kết và bàn đạp xuất phát thần tốc dũng mãnh của các đạo quân mạnh như vũ bão, dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Quang Trung tiến đánh Ngọc Hồi, Đống Đa, lập võ công oanh liệt mùa xuân Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng đất nước. Chính truyền thống chống giặc ngoại xâm ấy của nhân dân Ninh Bình mà khi Đảng ta ra đời năm 1930, Ninh Bình là một trong những địa phương có cơ sở đảng sớm nhất như Lũ Phong, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Côi Trì, Yên Mỹ, Yên Mô, Trường Yên, Hoa Lư. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước, quân dân Ninh Bình lập nên những chiến công vang dội như đêm ngày 6, rạng ngày 7 tháng 11 năm 1929. Anh hùng Lương Văn Tụy cắm lá cờ Búa Liềm trên núi Non Nước, nơi ngã ba giao thông quan trọng, để khích lệ ảnh hưởng của Đảng, tinh thần đấu tranh của quần chúng nhân kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga. Trận chiến đấu anh dũng và thắng lớn của quân dân Ninh Bình đánh quân Pháp xâm lược ở núi Non Nước hồi Hạc năm 1951, chiến dịch Tây Nam Ninh Bình 1953 đóng góp sức người, sức của lớn lao
góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Đế quốc Mỹ ra miền Bắc, quân dân Ninh Bình phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 90 máy bay giặc Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 2.700 của chúng bị bắn rơi trên bầu trời của tỉnh. Mùa xuân năm 1975, binh đoàn quyết thắng từ Tam Điệp thần tốc tiến vào Nam, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đất này tiến quân ra Bắc, đất này thần tốc vào Nam, lưng trời núi răng rừng mắt, tiếng quân vọng 4.000 năm. Với thành tích xuất sắc đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang Ninh Bình được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dân Ninh Bình cần cù sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Đặc biệt, nhân dân trong tỉnh đã phát huy khả năng tiềm tàng của đôi bàn tay khéo léo và trí tuệ thông minh tuyệt vời của mình, tạo nên nhiều nghề thủ công lâu đời, nổi tiếng như nghề dệt chiếu cói, đan làn, làm thảm cói của Kim Sơn, dệt vải ở Nộn Khê, La Mai, Bạch Cử xưa, chạm khắc đá tinh xảo của Ninh Vân, thêu trắng và thêu màu của Ninh Hải, Hoa Lư, chạm trổ và làm đồ mộc của Phúc Lộc, Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, nghề nề Bình Hải, Yên Nhân, Yên Mô. Đó là những nghề truyền thống có giá trị kinh tế, mỹ nghệ cao. Ninh Bình là vùng đất sinh vương sinh thánh, như câu tục ngữ Đại Hữu sinh vương, Điềm Dương sinh thánh. Hai nhân vật điển hình là anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng và anh hùng văn hóa Nguyễn Minh Không, cùng các danh nhân, danh tướng, danh sĩ lừng danh các thời như Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ, Trịnh Tú, Dương Vân Nga, thời Đinh Tiền Lê, Trương Hán Siêu thời Trần, Trịnh Lỗi, Ninh Tốn, Ninh Địch, Ninh Ngạn thời Hậu Lê, Vũ Duy Thanh, Vũ Phạm Khải, Phạm Thận Duật thời Nguyễn, Lương Văn Thăng, Tạ Uyên, Lương Văn Tụy thời Cách Mạng. Thời nào đất Ninh Bình cũng có những nhân tài tuấn kiệt, góp phần điểm tô trang sử vàng son của dân tộc. Từ tất cả những đặc điểm tự nhiên, xã hội cũng như những giá trị vật chất, tinh thần vô giá do nhân dân nơi đây sáng tạo và bảo tồn phát huy hàng ngàn năm nay, đã khẳng định Ninh Bình là vùng đất phong cảnh hữu tình, văn hóa đặc sắc, đa dạng và phong phú. Thời nào Ninh Bình cũng có nhân tài, hào kiệt, xứng danh là vùng đất văn hiến, địa linh, nhân kiệt của đất nước.